Rồi, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Dạ là nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Vậy cà nướng đi ăn đi gì? Nước tương. Tại bữa nay mẹ ăn chay không bà cô bác ơi. Bây giờ là Khánh với cả nhà là cũng chuẩn bị làm món cà nướng cà tím nướng đi nấm kho hả mẹ. Đây mẹ đằng sau đây mà cô bác ơi, mẹ với vợ Khánh với Trang. Hả? Nướng hết luôn đi, ăn hết nhà luôn. Trời ơi Su. Giờ thôi Khánh cũng chuyển máy quay lại để ghi hình một số hình ảnh sinh hoạt của nhà đây mà cô bác ơi. Rồi lúc này tóc bạc quá trời, nãy cứ phóng nè. Tự nhiên nó bạc quá trời luôn mà cô bác. Trời ơi, cắm tre lên nè. Không biết làm sao luôn, quá trời bạc. Mấy nay thì cô Thủy cũng có giới thiệu một cái bài thuốc mà để trị tóc bạc, mà thấy mấy nay cũng mấy được một hai lần mà chưa từ từ mà cô bác ơi. Giờ Khánh cũng chuyển máy quay ra đây. Giờ nè, thấy bá Tư sợ rồi. Giờ cả nhà mình chào khán giả luôn nè. Rồi đâu vô đây đàng hoàng, chưa có thấy hình, nhanh lên. Được mấy trái cà Trang? Đếm còn mấy trái. Đây còn đây là nấm đây mà cô bác ơi. Nấm này là kho tiêu. 12 trái. Mỗi người 1 trái. Mỗi người 1 trái. Nướng nhanh rồi bạn. Em phải đâm đâm nó mới nướng được. Để nó nổ. Đây là cà này, mình lấy con dao nhọn á, mình đâm đâm lỗ xong mình nướng. Dạ. Nghe mà cô. Mà sáng giờ chưa ăn cơm luôn hả ta? Mấy em nó đi kêu về nó mà gã vô quên nó lấy sâu chẳng hạn kìa. Đi mấy ngày mẹ? Thì em đâm nó vậy như là mấy lỗ gì đó, chút xíu đừng cho nó nóng lên cái nó xì ra. Chứ để nguyên trái nó nổ phình lên luôn á. Đâm cũng vừa vừa thôi à, chút xíu lột nó dễ. Theo bà cô bác này là cà tím nha. Cà tím này là nếu mà ăn mặn á thì nướng làm nước mắm mỡ hành á là hết sảy luôn. Nón này là nón đặc sản ở trên Sài Gòn á. Đó, ở trong kia là đang nhúng lửa. Là nhóm lửa cái bếp để lấy than để nướng không mà cô bác. Giờ ấy đi, cái giờ xào nấm đi, đang biết cái bếp này nè. Đang cái bếp thì mẹ em cứ xào nấm đi em. Xào nấm kho đi. Đây. Mẹ làm gì mẹ? Mẹ đi đám giỗ về có xôi nè. Dạ, ủa đi chùa hả? Xôi đậu phộng luôn trời ơi. Nè. Mẹ để cho nó ra kiến đi. Ơi gì đó, đuổi mèo hả? Trời hút gió nữa kìa, mỏi chu lên kìa. Rồi. Giờ đang lấy xôi. Mẹ cúng cho nó hả? Đây. Đây bà cũng đang tỉa mấy cái mai đây bà cô bác. Tỉa tạo hình, bây giờ lúc này anh cũng ở nhà chuyên làm tạo hình cây cảnh này, đó. Anh ba bà anh còn chị ba rồi đang nhổ cỏ. Giờ mùa nắng này coi như là cũng làm gì cũng khó hết rồi. Đang ấy tạo hình lại uống lại mà có bác tỉa nhánh rồi lại nữa. Chứ để nó mọc mà kiểu mà tự mọc á, nó sẽ cái hình nó không đẹp, giờ nó cũng làm cho cái cây của mình nó bị si nữa. Mấy đứa nhỏ nó qua mà anh chờ hết rồi. Nay tự làm luôn không có mướn hả anh gì? Rồi Khánh đi lên trước. Đây có cũng có mấy cây ngò gai rồi trong đây nè bà cô bác. Đó. Tụi con chơi đàng hoàng đó nha. Trời mẹ ăn bánh nè, mẹ ăn bánh này mà cô bác bánh đít. Nãy có xôi đi bánh đít này bánh hay là ê trời kìa. Đói lắm hả? Trời ơi, đó cắn. Chảy mũi à. Đâu ai chơi đâu, mấy anh chị đi hết rồi, bỏ cho ở nhà ở đây ở đi bà nội. Có bà nội ấy thôi, chịu nổi thôi chứ ai chịu nổi con. Su ơi. Có bà nội chứ. Ai chịu nổi bé Su đâu. Nếu
nhỏ bà nội cũng chứa hết, cuối cùng nớt này đi hết. Qua tay bà nội hết. Trời ơi. Trời ơi, dám đi lên chảnh dọc cát nữa kìa. Hả? Lên bỏ cát vô ăn hả? Ăn cát. Nhai cát hả? Ăn cát. Nhai cát lên để quay để bá Tư quay lên hả? Ăn cát hả? Muốn ăn cát hả? Để bá Tư quay lên quay lên trường hợp đặc biệt hả? Trời cười. Nhà hết cái gì ăn vậy đi ăn cát hả? Lên, quay lên là trường hợp đặc biệt hả? Mẹ đây bà cô bác ơi, này xôi nè, mẹ ấy kiếm xong rồi. Giờ ăn xôi nè. Xôi này có ăn đường không mẹ? Rồi. Mời bà cô bác ăn xôi. Trời ngon quá. Thôi. Dư. Nè. Em xào xong rồi hả? Nấm xào xong rồi. Trời cái mít chặt rồi. Trời ơi. Nó thằng Phán nó ăn chan nó chặt rồi. Trời mấy trái mít rồi có làm gì ăn không? Dạ không, mấy trái mít đó nó hừng. Trời mấy trái mít đó làm nồi chay nấu ăn ngon đúng không? Dạ, chặt dơ hết luôn rồi. Trời, làm ê bỏ xuống cái cay cay. Thành củi luôn kìa anh. Coi chừng sâu quá. Rồi làm củi mít luôn không mà cô bác ơi. Trời ơi, có cái mít này ngon quá trời luôn, chặt luôn rồi. Cái cây dầm ruột chặt luôn. Nó bị đen không à. Thấy không? Cái dùm ruột chặt luôn rồi. Cái dùm ruột ở trong nó bị mối. Nó bị sâu đục rồi, bữa hổm là bị sâu đục thân ở trong nó đục phá hư cây à. Anh tưởng chặt luôn cái ổi gì anh? Mèo. Không đứa nào khóc á. Ngoài đó. Thôi à. Bé nhỏ. Rồi. Cái mít chặt rồi nên nhìn nó trống quá mà các bác ơi. Đây. Mất tiêu cái mít rồi. Rồi về sau là hả? Con đi. Gì? Đâu con bị gì đây? Giống dính cứ gà quá vậy. Hả? Con bị gì? Con gì? Trời té đó. Con ăn ngay ăn xôi đi. Con chào ông bà cho bác chưa? Hai đứa chào ông bà cô bác. Chào ông bà kìa. Hai đứa chào ông bà cô bác nè. Đó, cứ quay quay nữa hả? À. Nè hai đứa chào ông bà cô bác nè con. Khoanh tay lại đàng hoàng nhìn lên. Chào ông bà cô bác kìa. Chào bà cô bác. Khoanh tay nhìn nè, trời ơi, đây đây. Trời ơi, chào ông bà cô bác. Nói chị Hai đi tí xuống đây ba biểu nè. Dạ. Nói tí đó chị Hai đâu xuống đây ba bác Tư biểu coi. Dạ. Chơi như vậy á rồi trúng tay trúng chân. Hả? Kêu không kêu xuống đây chứ tự nhiên kêu bác Tư đi theo con. Trời ơi. Vô đây cho ba ăn đó coi. Cho ba ăn chung xôi đi. Tự nhiên cái hộp xôi của người ta lấy đi à. Vô đây. Rồi ăn hết được phòng rồi. Để lên trên đi con. Con đi qua đây ngồi đi. Qua đây ngồi chung nè. Qua đây ngồi chung cho em Xu ăn đi. Cho em Xu ăn đi con. Qua đây ngồi nè. Ừ. Ừ. Ba ăn luôn. Lên cho Hai đi cho tí rồi ăn chung đi. Cho Su đi. Su nè. Dạ trời ơi dạ mà hả miệng. Há hốc miệng ăn để ăn. Rớt cho đi cầm để làm hoàng con. Rồi bỏ miệng ăn đi. Ăn đi. Con ngồi đây chung nè, chút Hai xuống đây. Chút Hai xuống đây chứ ba đâu cho. Ngồi đây đi em đi con. Ngồi đây nè, con qua đây ngồi với em nè. Qua ngồi đây đi em, ba kêu Hai xuống rồi, con qua đây ngồi nè. Dạ, ngồi xuống. Qua ngồi đi em đi, đút em chung đi. Cười. Rồi, đút em ăn chung, ngồi xuống coi chừng ngã đó. Đó. Ít thôi, đút nhiều quá vậy, ngồi xuống đi con. Em há không to thì con phải đút nhiều. Trời ơi, con ngồi xuống đi. Thôi đút, đừng có đút liên tục con. Để em ăn xong đi rồi con ấy. Đừng có đút cái hạt điều cho em nè. Đừng có đưa cái hạt đậu phộng. Ê, chút 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 chút. Mẹ kêu mặt tiền. Trời ơi, biết cũng biết khôn lắm mà. Đi đâu vậy? Ừ. Thấy bác Tư cũng sợ chạy vào bệnh nữa à. Không. Con ngồi xuống đi, chị Hai xuống đây, ba kêu Hai xuống đây chứ ba để ba coi Hai đi tí chơi gì ngoài. Mà để té đó. Hồi nãy lấy cái gì chọi hả con? Để lấy cái chọi. Lấy cái chọi. Hả? À. Sao? Sao? Nói anh Hai đi, chị Hai vô bác Tư biểu. Đi đi con.
Đi, nói bác Tư biểu hai anh hai chị hai về đây liền. Học điều. Học đông thảo chứ học điều đâu. Nói học điều chứ. Gì? Đút lộn luôn rồi. Đút lộn luôn à. Đút em mà đút lộn chỗ Út luôn. Rồi ngon quá. Trời nút nữa, ăn ăn xôi mà nút chồng chồng nữa. Làm như cá chê vậy. Mời ông bà đi. Nè. Dạ đi, dạ ông bà đi. Nè con hát tay là con dạ đi. Dạ đi nè. Rồi. Rồi bố Phật đi. Bố Phật ấy, chắc tay bố Phật đi. Đàng hoàng con xuống quay khoanh tay đàng hoàng nè. Chơi chơi đi qua đây nè con. Chào lại nè, đứng xích đây. Quay đó. Trời chơi đổ mồ hôi mồ kê kìa. À, trời ơi. Chơi đi ơi, qua đây nè con. Dạ, à. Rồi tụi con đứng ở đây, ngồi đây nè. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây hết. Rồi xếp hàng đây đi. Xếp hàng nè, rồi. Sao con? Dạ chồng bà bé. Rồi xếp hàng đây nè. Rồi xếp hàng qua đây đi ăn xôi đi nha. Xôi. Rồi qua đây ngồi. Xô, xô ơi, quay đợi ê. Nè cà rốt, con ngồi xuống đây, tụi con ngồi xuống đi. Đứng chi vậy? Đi mấy ngày mà ngồi xuống đi con. Rồi ngồi xuống đi con. Ngồi xong ngồi xuống đi ha. Chị ba cho nè. Đúc ít thôi. Sau qua đây ngồi chung ăn chung kìa. Rồi qua đó ăn riêng ha. Coi chừng đi chung. Đâu ạ? Sao? Trang nó nói lời nấp nó chín rồi. Chưa đâu, lâu lâu xíu đi. Ngồi xuống đi. Cho kìa. Ngồi xuống đi con. Thôi con té, không có giỡn tí sầu nữa à. Sau qua đây ngồi nè con. Rồi chị ba cho em miếng này chị ba. Chị ba kìa. Rồi đút bự quá chị. Cho em cầm đi. Thôi con sau qua đây ngồi đi con. Ngồi chung kìa. Ngon không? Ba chú. Ngon không? Nãy giờ sâu ăn chưa? Trời ơi. Thôi không có được con. Ngon cà rốt. Dạ. Ôi vớt lấy lụm lại con, lụm lại cà rốt, lụm bỏ ra ngoài đi con. Lụm để ra ngoài. Thôi ơi, ngồi qua ăn, chảy mũi kìa. Ê, trời mời các bác ơi. Cho ba miếng đi. Trời, bự như vậy. Ba bự thì thân bự. Đây mời các bác ơi, miếng nữa. Giờ lên chảnh mẹ cắt bông ngò gai. Đâu em có miếng nữa vậy. Ăn chừng tí hả? Nãy anh thấy nó ăn hộp. Không, cái này ăn chay mà dầu mỡ vậy? Dầu với hành. Ủa, cái này chay vậy? À. Chứ đâu phải nạp thịt heo luôn. Quét dầu với quét lên hành á. Có ý là làm xong á. Mình làm phi hành mỡ. Phi hành với dầu bò rổ lên. À, mấy đứa. À, đồ vòng này hơi cứng. Đồ vòng này nấu sôi cái nó bị cứng đồ vòng là ông bà của bác. Bữa nào Khánh sẽ làm cái clip làm sôi đồ vòng cho ông bà của bác xem. Bắt trước làm sôi đồ vòng. Sáng giờ sáng giờ ấy thuốc cho bà con xong rồi. Giờ Khánh mới về trên ba mẹ ở đây. Cũng xế chiều luôn rồi. À, làm gì? Chị em đi lấy hành không? Hôm nay Will nó thấp quá ông bà cô bác ơi.
có gì ông bà cô bác xem ủng hộ giúp cho Khánh nha. Sáng thì cũng không có ăn gì. Còn đợi than nó ấy á, chứ đừng để củi nó đen nó hồi khói lắm. Này đen có con chỏm mà. Ủa nó trắng con chỏm vậy? Trắng có con chỏm tóc à. Tóc bạn nó trắng con chỏm nguyên khuẩn luôn. con cục xôi tiếp. Chút sức tới tối rồi mà các bác ơi. Thôi giờ Khánh là chỏm. Lên chảnh coi mẹ cắt ngồi ra chảnh này, lên chảnh Khánh ghi hình chút xíu nữa. Đây nè bà cô bác ơi, bây giờ ở nhà là cắt bông ngồi gai. Bông ngồi gai thì cũng có một người chị gái là ở Rạch Kiến á. Ở Rạch Kiến tại hổm là cũng lên đi ấy thuốc rồi uống là hết rồi khỏe. Bây giờ lên lần hai xong cũng có đem lên tí bông ngồi gai đây để gửi cho gia đình. Giờ mẹ với vợ Khánh là cũng đang cắt ra đây. Ông bà cô bác thì lên nói lấy mẹ trai uống mà đỡ nhiều lắm rồi. Dạ. Giờ nay lên ấy gì ngâm. Dạ. Giờ ấy hỏi thêm ba trai nữa. Dạ. Nói ông già dược thì bị tai biến nằm chỗ. Rồi còn cái bà già gì đó bữa hổm nó bị cái dạng gì bị nặng á. Dạ. Tại hôm qua điện thoại cho con người hẹn lên. Nay nghe nó đỡ nhiều lắm rồi, mừng quá trời đất, hai chồng lên mừng lắm rồi. Dạ. Cha mẹ rồi cũng mừng nữa. Nãy lên thuốc gì nha. Chồng có cô hai bên trên biết. Dạ. Uống cũng bớt nhiều lắm rồi đó. Hổng nó trời nó đau chị không nổi. Dạ. Hồi như phước chủ mai thầy mà thấy ai cũng hợp thuốc hết. Này bông ngò gai. Đang hòa nha hai đứa. Không dám uống nè, uống từ từ nhín nhín. Nó đỡ nhiều lắm rồi, nay khỏe rồi. Bữa nào qua chị xin chai. Nói cái này ôi, ngâm lâu dài uống đi, dành uống ngâm đi. Này phải ngâm lâu dài mới uống được. Đúng rồi. Một chai mà uống gì mà lâu nó hết rồi. Ngâm uống này ta nói giống người con rượu quý vậy. Này phải đi ngâm uống chứ đâu có mà. Nó nói uống này đỡ nhiều lắm rồi. Đỡ dữ lắm. À. Bữa nào qua xin chị chai nữa. Ừ. Tụi con đừng đi ra ngoài nè, ấy đó xe đó nha. Rồi mấy đứa nó chơi gần bà cô bác thôi. Không có được ấy đó nha, đi vô đi con. Mấy đứa nó ra ruộng nó chơi gần bà cô bác thôi. Đi ra ngoài nó chơi nha. Cái cô Liên bên Mỹ có gửi lời cảm ơn tới gia đình mình, gửi lời cảm ơn ba mẹ. Gửi 4 chai rượu ở bệnh đó. Là cô bây giờ cô giảm nhiều rồi, mà coi như là bệnh 15 năm mà bác sĩ rồi là bó tay luôn á, đòi đè mổ còn quá mà đâu có mổ. Dạ đỡ rồi mẹ. Con về thầy muốn làm con chim mà té đồng té đó ha. Tụi con không có leo lên mấy đống cát đống đá nha. Rồi về đâu đây hả? Đông nội hả? Đi ấy nó cát mà không á. Đi dài chi. Dài đâu?
Rồi nãy giờ thì Khánh cũng chia sẻ nhà rồi đó ông bà cô bác ơi. Chắc giờ Khánh cũng xin phép là khép cái đoạn video tại đây luôn nha. Ở nhà buổi chiều nhà thì sinh hoạt có làm sao gánh Khánh cũng ghi hình vậy à. Có cái gì không hay thì bà con của mình cũng thương Khánh bỏ qua rồi xem ủng hộ giúp cho Khánh luôn nha. Giờ cái nguồn động lực để Khánh tiếp bước trên cái con đường thiện nguyện và phục vụ bà con luôn. Rồi một lần nữa thì Khánh cũng xin kính chúc toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân luôn mạnh khỏe bình an. Rồi cả nhà mình chào khán giả, chào bà cô bác luôn nè mẹ ơi, chào khán giả luôn mẹ ơi. Rồi hẹn bà cô bác ở những đoạn video clip tiếp theo. Cherry ơi, Cherry nè, bye bye nè, chào ông bà cô bác nè. Rồi mưa tới rồi, chào mưa rồi đó, chào mưa rồi, mưa lầm dầm rồi bà cô bác ơi.